Hôm nay tiếp tục với ngựa chiến nha anh em ơi. Đây Suzuki bộ oanh. Em này đang có màu là đen đỏ mọi người nhé. Rider. Màu quá đẹp luôn này. Rider 150R. Đây là tem phiên bản mới nhá. Chữ Suzuki được chạy dọc theo thân máy. Vẫn còn nguyên bọc yên để chờ anh em đến để lột. Đối với Rider thì hiện tại đang có giá bán tại Thái Nguyên là 51 triệu nha anh em. Trong tháng anh em mua xe thì được tặng một lon dầu máy Suzuki chính hãng. Bên này có rất nhiều những cái màu khác cho anh em lựa chọn. Xanh, vành vàng. Chiếc bên cạnh này là đen vành đỏ. Đây vành vàng đấy, vành đỏ đấy, đen vành đỏ. Năm mươi một triệu một em. Anh em mua xe thì liên hệ nhé, số điện thoại ở dưới mô tả video. Xe có bán trả góp và ship xe mọi miền Tổ quốc. 10 triệu anh em lấy xe về đi. Còn rất nhiều luôn, anh em thoải mái lựa chọn. Tiếp theo thì mình sẽ quay Sachia xanh GP, vành đúc phanh đĩa. Mơ ước của biết bao nhiêu người, mà là mơ ước của cả mình nữa. Mình chỉ quay video thôi chứ chưa được sở hữu một em. Cũng mong muốn một ngày nào đó có thể là có đủ tiền để mà sở hữu lấy một chiếc. Thích lắm rồi anh em ạ. Nhưng mà cái lưng nó đau quá. Đây F150 Sachia 53 triệu 500. Tháng này anh em mua thì được trừ thẳng 1 triệu, còn 52 triệu 500. Cũng có bán trả góp qua ngân hàng. Giấy tờ thì anh em có thể chuẩn bị chứng minh nhân dân, bằng lái xe, sổ khẩu. Trả góp 10 triệu lấy xe. Anh em có nhu cầu mua xe thì đến cửa hàng xe máy Bộ Oanh, Thái Nguyên, đường 3/1, đường Bắc Cạn. Số điện thoại dưới phần mô tả. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé.